toàn sương với huyền. Là người sáng lập chủ số kênh và chúa diệu tâm mà nhất sắc toàn hướng rất lớn đối với môn đồ. Không để lại ngữ lục sau khi gửi huyền tùy ra cõi đời. Thế giận nơi lòng thì thuộc phải hoang bác từ Trung Quốc đến Nhật. Vì chúa diệu tâm thì rất nguyên lệ bài tháp người sáng lập và hỏi vì thượng tọa. Sáng tổ của thượng tọa có để ngữ lục gì không? Dạ không. Cái gì? Tầm huynh kêu lớn. Nếu ông ta không để lại ngữ lục gì, chúa diệu tâm không đáng được thừa nhận. Vì thượng tọa sợ hãi lưỡng lần nói, mặc cho sáng tổ chúng tôi không để lại ngữ lục gì. Nhưng tôi có nghe ngài nói công an kê bạch có sự tức đoạt và huệ huyền không xin không từ. Khi nghe câu nói do vị thượng tọa thuật lại, ẩn nguyên xúc động nói hay lắm, cúi đầu thật sâu và nhờ chúa diệu tâm. Một thiên sư hiện đại khi sắp biết nói, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết. Thiền sư quan sơn vận huyền, à người sang là chúa Shogun. Và chúa diệu tâm ở nhập sự có ảnh hưởng rất lớn đối với môn đồ. Nhưng không để lại ngữ lục sau khi huệ huyền tươi ra cõi đời. Khi sống nguyên lâu kỳ tùng lâm nương hàn bạc từ Trung Quốc đến Nhật. Khi chúa diệu tâm thiền dẫn nguyên lễ bái thác người sang lập và hỏi vị thượng tòa. Sáng tổ của thượng tòa có để ngữ lục gì không? Dạ không. Cái gì? Ông huyền kêu lớn. Nếu ông ta không để lại ngữ lục gì, chúa diệu tâm không đáng được thừa nhận. Vì thượng tòa sợ hãi lưỡng lần nói, mặc dù sáng tổ chúng tôi không để lại ngữ lục gì. Nhưng tôi có nghe ai nói công an cây bạch có sức tước đoạt và mời huyền không xin không từ. Khi nghe câu nói do vị thượng tòa thuật lại, ông mới xúc động nói hay lắm, cúi đầu thật sâu và lời chúa diệu tâm. Một thiên sư hiện đại khi sắp tết nói, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết, bây giờ tôi chết để sống mãi mãi. Phật thánh không có xin không có chết. Zen master said when he was about to die, like how to live forever. Buddha nature has no birth and no death. A modern Zen master said when he was about to die, like die now to live forever. Buddha nature has no birth and no death. Zen words of Zen temple.